Xin chào tất cả các học viên của ta. Xin giới thiệu với mọi người, ta chính là vua đầu bếp của Mini World Phong Cận TV. Nấu ăn giỏi mà ăn cũng giỏi nữa. Xin chào tất cả các học sinh của ta. Dạ em chào thầy. Từ từ chào thầy sao ta? Chào thầy. Rồi ok, ngoan lắm. Hôm nay, ok bạn ơi, hôm nay nè, thì thầy giáo Phong Cận sẽ gọi là hướng dẫn cho gọi là mèo Simmy, Sammy và chị Ca Mui đó, học sinh của mình các bạn ơi, và tất cả những bạn fan cách để có thể trở thành một vua đầu bếp ở trong gọi là Mini World nha bạn nha. Thì như bạn đang thấy ở xung quanh mình chính là một cái gian bếp nữa bạn đấy. Thì nhiệm vụ chúng ta sẽ là nấu ăn mọi người ơi. Thì đây bây giờ mình sẽ thực hiện cho bạn xem nha. Rồi, bây giờ là thầy sẽ hướng dẫn cho các học trò của thầy cách để gọi là trở thành một vua đầu bếp nha. Làm một lần duy nhất thôi á, nhìn để ý nè, ok. Rồi, mấy học sinh coi này nha. Ở đây chúng ta đang có một vị khách, đó chính là chị Mèo. À, ok. Và chị Mèo bây giờ đang cần một cái khoai tây chiên và một ly coca. Nè, coi thầy làm nè nha. Đầu tiên á, là bọn mình lại đây. Nè, lại đây coi nè. Chúng ta sẽ lấy một cái khoai tây ở trong đây, hiểu không? Đó. Xong ta sẽ đem vào đây, chúng ta sẽ gọt khoai tây. Nói chung á là ăn uống cái gì á là cũng phải gọt giỏi đàng hoàng. Lỡ đâu có thuốc trừ sâu rồi ăn vô là đau bụng á, hiểu không? Đó. Dạ, ok. Rồi biết rồi. À, gọt giỏ nè. Đó, xong rồi. Chúng ta sẽ đem lại cái chảo chúng ta chiên lên. Nói chung á là ăn cái gì á là cũng phải ăn chín uống sôi, hiểu không? Nope. Những cái đồ mà cần ăn chín là chúng ta phải ăn chín, hiểu không? Chứ ai đâu mà gọi là đem cái một cái trái táo để chiên lên, đúng không? Cái này là khoai tây là cần phải chiên thì chúng ta phải chiên, hiểu không? Đó, ok. Cái gì ăn à, cần phải chiên chín thì chúng ta phải làm cho nó chín, không thôi là đau bụng á. Ok. Rồi. Có khoai tây nè. Bây giờ khoai tây chẳng lẽ giờ mình cầm cái cục khoai tây này mình chọi vô mặt khách, đúng không? Đó, làm sao mà được? Mình phải cầm... luôn. Đúng rồi, mình phải cầm cái khoai tây nè, mình lại đây mình lấy cái hũ. Đó, lấy cái hũ nè. Ok. Vậy là có khoai tây rồi nha. Tiếp theo nữa là cần coca, đúng không? Coca chúng ta sẽ lấy cho chúng ta một cái ly nè. Đấy, sau đó bỏ vô cái máy bán coca, nó sẽ tự động chảy coca xuống. Đó, gom gom. Cái máy này thầy mua đắt tiền lắm á, cái máy này thầy mua bên Mỹ á. Ủa thầy ơi, cái này có phải thầy tự làm đâu, cái này là máy nó làm mà. À, ừ. Thì cái này là khách uống coca, chẳng lẽ giờ thầy chế tạo ra coca cho khách tào lao. Rồi giờ ok, bây giờ mình sẽ để khoai tây nè, sẽ để coca lên. Thế là hoàn thành. Đó, mấy em thấy dễ không? Dễ không? Dễ quá. Trở thành vua đầu bếp rất là dễ thôi. Nói chung mình chỉ cần biết nấu ăn, còn ăn được hay không thì chưa biết. Đó, ok. Rồi bây giờ chúng ta cần khoai tây chiên với pizza nè. Bây giờ ca muối đi. Học sinh ca muối giờ thử làm cho thầy coi. Vâng. Đầu tiên khoai tây. Đó. Rồi, khoai tây chiên. Khoai tây nè. Khoai tây xong rồi đem chiên nè. Trời, cái gì bà nói? Thấy không? Mới đó mà đã quên rồi. Khoai tây xong rồi chúng ta phải đem cắt nó ra. Trời ơi là trời. Cắt cắt đây đúng không thầy? Ê, nhưng mà thầy ơi, con sợ dao, con sợ nhớ chắc cắt vào tay dao. Trời trời, làm đầu bếp mà sợ dao như vậy là không được rồi. Thôi được rồi. Cũng có đơn giản mà. Rồi giờ bỏ vô chiên đi. Đây là tiếp theo là bỏ vô chiên nè. Đúng rồi. Đó. Rồi ok, xong rồi đó. Nè, khoai tây chiên của con nè. Đó, ok rồi. Mà con tưởng thầy cướp luôn cả khoai tây của con. Ok. Rồi bây giờ bỏ cái hũ. Đó, bỏ cái hũ đi. Bỏ vào cái hũ. Rồi. Rồi, con có rồi nè. Ta giỏi, ok. Rồi pizza nè. Vậy như vậy nha. À pizza. Ok, bây giờ thầy dạy cho học sinh làm pizza nè. Coi nè nha, chỗ này nè, chúng ta đang có một đống pizza đây luôn. Đó, cứ lấy đi. Tại pizza này là của nhà thầy, mấy đứa cứ lấy thoải mái. Ok. Sao cho okay, sẽ lấy một đây. Pizza thì chúng ta không thể nào mà chúng ta chiên được, đúng không? Pizza làm sao mà chiên? Pizza là phải nướng. Ở đây thầy có chuẩn bị một cái lò nướng, thầy mua ở điện máy xanh. Đó, ok, rồi mình bỏ vô mình cái nướng. Gì vậy? Ủa thầy ơi, điện máy xanh trả cho thầy bao nhiêu tiền để quảng cáo vậy? Thầy có nhận quảng cáo đâu, tại thầy mua điện máy xanh thiệt thì mới nói thôi. Đó, mà đồ trong mini world có điện máy xanh không ta? Không có. Không biết. Ok, sau đó thầy sẽ để pizza đây nè. Rồi ca mui bỏ khoai tây chiên lên cho khách kìa. Đây. Đó, thế là xong. Rồi bây giờ vẫn là đòi pizza với lại khoai tây chiên nè. Rồi ok, bây giờ nãy giờ ca mui làm nè. Bây giờ tới lượt Sam đi. Sam làm cho thầy một cái bánh pizza đi. Trời trời đất ơi, dễ. Đây, bánh pizza có tay đúng không? Rồi giao khách nè, nhẹ nhàng chưa? Đấy. Rồi. Ôi, mấy bạn ơi, tại sao học trò mình nó lại ngu như vậy trời? Trời ơi trời. Thầy xin lỗi, trời thầy lỡ lời. Đó, bánh pizza là mình phải nướng lên chứ. Trời ơi, Sammy này mới chỉ. Quên, trời ơi, tôi quên mà. Ai nhớ được? Rồi, mọi nướng lên thì mới đưa cho khách Sammy. Được. Ok Sammy. Rồi. Đấy là cà mèo Sammy. Đây là thầy giáo.
xưng tôi với ai đây? Đúng rồi, thầy giáo hay xưng em. Dạ, xin lỗi thầy, dạ con quên, thầy con là bây giờ thầy học sinh. Còn khoai tây chiên nè, khoai tây chiên nãy có hướng dẫn làm hai lần luôn nè, bây giờ mèo Simmy làm khoai tây chiên đi. Ok, cái này là con sẽ không bao giờ gọi là bị Dũng hay cái là đây đầu tiên mình lấy cái này đúng không? Đúng đó. Rồi. Lấy khoai tây. Để xin cho khách ăn luôn. Ăn luôn không làm gì. Trời ơi là trời chết rồi, tôi mà mở nhà hàng mà có ba đứa học sinh này để làm đầu bếp thì chắc nhà hàng tôi sập tiệm sớm mấy bạn ơi. Làm đàng hoàng ơi, coi trời ơi, không nhớ hả? Rồi, nó giỡn thôi. Đầu tiên là mình phải gọi là gọt vỏ các kiểu nè. Đó. Đúng rồi. Và tiếp theo mình sẽ gọi đi chiên cho nó đen, cho nó vàng. Đó. Đúng rồi, cho nó vàng, hiểu không? Cho nó giữ ta, giữ xiêm giữ ta, nhớ luôn. Đó. Rồi giờ sao nữa? Rồi sao mình sẽ lấy cái này ném cho mặt khách. Yeah. Trời. Ây, học sinh của ta đem lại bỏ cái hũ đàng hoàng chứ. Quên cái hũ. Trời ơi, đây. Con vẫn nhớ lời thầy dạy lúc nãy là chúng ta không được ném vào mặt khách và Simmy quyết định ném vào mặt khách luôn. Chắc là thầy phải đuổi học Simmy rồi. Đó, con xin lỗi, mà nó giận rồi đây. Khoai okay. Khách hàng đây. Rồi, bây giờ khách hàng muốn ăn gì không khách hàng? À, hamburger. Trời ơi, cái này khó nha nè. Mọi người coi thầy làm hamburger nè. Đầu tiên à, thì mình cần phải lấy cái bánh hamburger, hiểu không? Sau đó mình để trên thớt. À, thấy không? Sau đó mình sẽ bỏ một ít rau lên. Khoai từ rau nè, phô mai nè, với lại cái gì là thịt bò, đúng rồi. Lấy thêm thịt bò ở đây nè. Thịt bò thì chúng ta làm gì? Chúng ta không thể nào nướng thịt bò được. Chúng ta không thể nào chiên trong cái nồi khoai tây được, mà chúng ta sẽ có một cái chảo. Đây, đây là cái chảo. Chiên thịt bò. Ui, mấy đứa tránh ra, lửa kìa, lửa. Trời ơi, coi chừng phỏng quá nghe chưa? Nè thấy không? Chúng ta sẽ lấy cái ba miếng thịt ra, tấm đây này đây. Chúng ta sẽ bỏ ở đây một ít phô mai nè, đó. Sẽ bỏ miếng thịt bò lên và bỏ miếng rau lên. Chẳng lẽ rồi đưa vậy cho khách đúng không? Không được, chúng ta phải lấy thêm một cái bánh nữa. Rồi chúng ta úp ở phía trên lên. Đó. Thế là chúng ta đã có được một cái hamburger. Đỡ mai đi. Wow. Ok. Thầy biết có hamburger không thầy? Mà thầy ơi. Sao con? Rau này con thấy là cái rau này nó chưa được rửa, có sợ bị có sâu ở trong đấy không thầy? Thôi yên tâm, rau này thầy rửa sạch sẽ hết rồi, yên tâm. Đó, cái này thầy rửa xong thầy mới để đây chứ, hiểu không? Ok, bây giờ còn khoai tây chiên nè. Đó, bây giờ bạn nào xuân phong làm khoai tây chiên cho khách đi. Con thuộc lòng okay, không à. Sammy đi. Đây, rồi một cục nhạc là khoai tây chiên nè. Đó rồi. Cắt nè, rồi tiên nè. Wow, rồi chiên quá nhanh luôn. Quá nhanh luôn. Đó. Rồi đi bọc lại. Bọc lại là đó, cái chạy vòng tròn rồi đưa khách vô. Yeah. Ngầu, quá ngầu luôn. Ok. Đấy, bây giờ khách cần có khoai tây chiên với lại Coca nè. Bây giờ hai bạn Xuân Phong làm đi. Coca làm đi. Ok rồi. Rồi làm khoai tây chiên cho. Camu với lại Simmy làm nè. Ở giờ Simmy đang đi cắt khoai tây chiên để làm khoai tây chiên. Học nghề thì thầy thấy không? Tụi con thông minh không? Nó đằng đầu hơi bị núp thôi, đằng sau thông minh liền. Quá thông minh luôn. Ok rồi. Rồi đem lại giao cho khách đi. Mình phải làm thật là nhanh không? Trong vòng gọi là 10 giây là mình phải làm xong đồ ăn cho khách liền. Ở cần Coca nè, coi thầy làm 10 giây xong nè. 1 2 3 4 10 5 10 10 rồi anh ơi, 10 rồi anh ơi, 12 10 rồi. Xong rồi này thấy không? Ở đâu mà đếm 1 xong 10 vậy? Ai vậy mấy em học toán vậy? Không biết tụi em á. Bây giờ là còn hamburger với lại là pizza hả? Nhưng mà mấy cái món này thì làm ăn là dễ ẹt à, cho nên bây giờ thầy sẽ chỉ cho mấy em làm một món gọi là khó hơn. Mấy đứa biết món gì không? Ui, có hả? Ghê vậy, cũng món khó hơn đó là hả? Món ăn mà gọi là chỉ có Sammy với Simmy mới làm được thôi, chứ Camui không bao giờ làm được. Món gì vậy ta? Đó chính là một món cơm, người ta gọi là cơm chó. Trời. Trời. Camui sẽ không bao giờ làm được cơm chó, tại vì Camui không có người thầy yêu. Thầy ơi, Camui không có phải chứ. Ê, Camui, bình tĩnh, đừng đập phá trường, ok. Ai bây giờ là cần hamburger với pizza nè. Bây giờ chỉ còn có 1 phút 50 giây thôi. Con làm pizza rồi. Thôi vậy Camui làm hamburger đi, nhanh lên. Ôi, Camui bữa nay con làm khó lắm, tại sao lại đưa con cái món khó này? Trời ơi, khó thật ấy. Trời ơi, nhớ không? Nhớ hỏi thầy. Bỏ anh thớt. Cái thớt bên đây nè bà nội. Ok. Rồi, làm gì nữa? Chết thịt. Đúng rồi, còn 1 phút 30 giây thôi, cố lên. Nếu như Camui vượt qua được thử thách này thì Camui sẽ được 10.000 kim cương, cố lên. Cái gì vậy? Bao nhiêu? Rồi, 10.000 kim cương luôn. Rồi lấy phô mai với đâu, nhanh lên. Bỏ vô lên trước. Rau, thịt, bánh mì. Đó, xong rồi, xong chưa? Được chưa? Chưa, còn thiếu rau kìa trời. Học sinh quên rau. Ok, cái gì nữa?
Ok, xong rồi. Rồi, ok xong. Em mày giao cho khách đi. Rồi, xúc xắc. Rồi, quá giỏi luôn. Ok bạn ơi, thì trong tập này mấy bạn đã thấy đó, thì trong vòng 10 phút thôi, Phong đã có thể đào tạo được gọi là ba gọi là vua đầu bếp ở trong Mini World ấy bạn ơi. Đó, quá chuyên nghiệp luôn. Bởi bạn thấy rằng là đầu bếp Sammy, đầu bếp xe Simmy, đầu bếp Camui, các bạn thấy rằng là ai là người gọi là nấu ăn giỏi nhất và xứng đáng cái danh hiệu vua đầu bếp đó, thì các bạn nhớ bình luận cho Phong biết nha. Còn bây giờ thì Phong nghĩ video nên đây cũng đã rất là dài rồi, thì Phong nghĩ Phong sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên hãy để cho Phong một like nè, một share nè, và nhớ nó subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình nha các bạn nha. Và bạn thấy thích món nào nhất, mấy bạn thích khoai tây chiên, bạn thích hamburger, hay là bạn thích uống coca, hay là mấy bạn thích gọi là ăn pizza hơn, thì bạn nhớ bình luận cho Phong biết luôn nha. Chứ Phong là hamburger là du lịch đó, Phong chỉ thích hamburger thôi. Ok rồi, ok và bye bye, hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Bye bye, bye.